Một con người vô danh tiểu tốt, bây giờ một cái lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm thì thấy hoành tráng chưa? Cái đó là cái hình thức. Nhưng cái đặc biệt nhất là một con người này mà quy tụ được người đông như vậy là việc lạ lùng. Từ đâu? Học Phật mà ra. Vậy thì đạo đức giáo dục là quan trọng. Vậy thì tất cả các cháu nhỏ ở đây, các con nhớ, cái nền giáo dục tư tưởng nó đặc biệt. Nên cái bài học tập của chúng ta hôm nay là bài học tập gì? Tuổi trẻ hướng đến những cuộc chơi vô ích sẽ có quả tai. Tuổi trẻ mà hướng đến những cuộc chơi vô ích sẽ có quả tai. Thí dụ như các con đua xe nhất định có quả tai. Thế nào các con cũng lật xe, sớm muộn gì cũng chết. Các con quýnh bài thì sớm muộn cũng là tán gia bại sản, đúng không? Chúng ta cá độ đá banh, ăn bao nhiêu trận cuối cùng cũng phải thua, đúng chưa? Đó. Rồi chúng ta nhậu nhẹt bê tha thì thế nào chúng ta cũng có chuyện xảy ra với mình. Rồi bây giờ chúng ta mà lao vào cuộc chơi đá gà, quýnh bài, nhiều cuộc chơi khác mà không có lành mạnh thì thế nào chúng ta cũng tiêu cái cuộc đời của mình à. Nó giống như bây giờ ở Hàn Quốc, tự nhiên nó vớt một phát tuổi trẻ chết biết bao nhiêu mà nói. Trong đó có 4 diễn viên điện ảnh nổi tiếng chết luôn ở trong đó. Nghe không? Nó tuổi trẻ bây giờ nó ưa hướng đến fan hâm mộ. Nó tự nhiên nó đang vui chơi bình thường, như tự nhiên nghe một cái tên nổi tiếng xẹt ngang đi vô một cái quán, tự nhiên nó lao, nó chạy là nó tự nhiên nó đè với nhau rồi nó chết tá lả binh nhân luôn. Thấy chưa? Fan cho mày gãy chân gãy cẳng, nó fan mày luôn. Thấy chưa? Đó, bây giờ cha mẹ là sinh nuôi khôn lớn mà nó không fan cha mẹ. Hiểu chưa? Mấy đứa nhỏ ai cho ăn cơm? Đồ này bạn tiền đâu mua? Nó rồi đồ bông, đồng hồ ai mua cho mà mày không fan, mà mày đi fan mấy thằng ca sĩ, nó có cho cơm mày ăn không? Mày fan nó, trời, nó khè khè, nó đẹp chúng thôi, mình nhìn nó, mình chơi chạy là anh cho chữ ký nó, cho em chữ ký đi anh. Nó ký một cái về mày có chén cơm ăn thì mày cứ kêu nó ký, mày nhìn cái chữ đó mày no được không? Đúng không? Hãy nhận thức sâu sắc đi. Tự nhiên mày fan chứ phải fan nó mà có cơm ăn cũng không nói. Cha mẹ còng lưng kiếm cơm gì cho nó ăn, nó đi fan ca sĩ, đi fan nổi tiếng. Mày phải fan cái người mà nó cho mày tư tưởng á, mày fan với nó. Còn bây giờ fan vô cái chỗ mà chỉ là vui chơi mà không có tiền, rồi không phụ giúp cha mẹ, vậy là cái fan này vô nghĩa, nghe chưa? Nên gọi là gì? Tuổi trẻ hướng đến những cuộc chơi vô ích sẽ có quả tai, chắc chắn luôn. Đó. Nên con nít mà con gái này nó ưa fan ca sĩ lắm nè. Tên nào mà nói nổi lên cái là nó fan theo à. Mê lắm. Nó khi phòng nó mà nó dán mấy thằng mà diễn viên Hàn Quốc rồi nó nhìn viết là ma đè luôn. Nhìn viết là mê ma đè. Thấy chưa? Phòng ốc của mình phải sạch sẽ gọn ghẽ chứ đừng có dán hình tùm lum. Đầu óc mình phân tâm quá sao học giỏi. Thấy chưa? Nó đó là cái góc độ lành mạnh của người học Phật á. Tự nhiên con người mình sống vô cùng là tự tại. Thứ bảy đến đây sớm, đi xung quanh chùa cũng thấy tự tại nữa. Tại vì nó trở về chốn bình yên, cảm thấy nó có những giây phút bình lặng. Đây mới là hạnh phúc nghe. Con người mà có góc độ bình lặng trong nhân sinh á, người này mới là thật sự trí tuệ. Những đứa ngày xưa còn trẻ cũng lao theo chằng cảnh, nó ngu, thấy chưa? Tạo nghiệp không á. Bây giờ có những giây phút mà được hưởng trong nhân sinh á, đúng là thông minh. Những đứa ở trong chùa không mà sao nhiều việc những đứa biết hết trơn, lạ vậy. Rõ ràng chưa? Nó nên người xưa người ta nói á, ở trong nhà tranh mà biết thiên hạ, thấy không? Có nghĩa là ở một nơi mà biết thiên hạ là vì sao? Vì trí tuệ nó bao trùm nhân sinh. Còn mình ở trong thiên hạ mà chúng ta chỉ ở trong cái lu chạy vòng vòng mà nằm trong lu không à, không ra khỏi. Vì sao? Vì một căn nhà nhỏ buộc ràng. Nên mấy đứa trẻ trẻ này, các con nên nhìn cái thời cuộc. Thời cuộc này chúng ta không nên học theo, lao theo giàu sang phú quý nữa. Dạy đây không phải là dạy tiêu cực đâu, nhưng mà nó làm việc lớn còn ác hơn nữa, chứ đừng nói chuyện dẫn chờ. Làm việc lớn lao á. Bây giờ các con cứ coi nè, những đức trình độ lớp 3
Mà bây giờ trước nhất là các con biết những đức đang lo cho 1.300 người rồi đó, mà còn lên nữa đó. Bây giờ các con sau này học đại học ra trường, các con nuôi được mấy người? Có khi mấy thằng trai đây nó có vợ mà nuôi vợ với đứa con nuôi xong à. Ví dụ như đất nước phát triển như nước Nhật bây giờ, nó đưa lên cái tiêu chuẩn làm việc bây giờ đến khả năng gì chưa? Nó làm việc là không được về nhà, ngay công ty xí nghiệp bây giờ là làm luôn chỗ ngủ. Làm xong ngủ ở đó không về. Vì sao? Vì thời gian đi về mất thời gian. Bây giờ cái thời cuộc con người ta trở thành như một bộ máy làm việc. Việt Nam có nhiều chỗ bây giờ người ta đã áp dụng rồi đó. Là làm việc là ở ngay chỗ làm, không được về. Vì lấy thời gian đi về để tiếp tục làm, để mà sự phát triển về kinh tế cao. Kinh tế phát triển, con người không còn cảm giác nhân sinh. Tự nhiên con người bây giờ buồn quá, chơi ở đâu? Chơi trong điện thoại. Vì quá buồn rồi ở trong chỗ làm luôn, bấm điện thoại lên, rồi vợ chồng nói chuyện qua điện thoại, rồi bấm lên coi nước này nước kia, coi thời sự, coi hình ảnh này nọ, là con người chôn vào trong chiếc điện thoại. Chiếc điện thoại là một ma cảnh cực kỳ cao, để con người không còn nghĩ về nhân sinh con người, và không biết hoàn cảnh bên ngoài như thế nào. Nhà chúng ta yên khi xã hội loạn không? Không có cửa đó đâu. Xã hội mà loạn chúng ta cũng không yên đâu. Từ nơi đó chúng ta sống trong cái thời cuộc này, nhiều người chúng ta là bị chôn mình trong chiếc điện thoại, mất tình cảm. Lâu ngày thành quen, đi làm về thì tự nhiên mỗi người ngồi góc cầm chiếc điện thoại mà bấm. Vậy thì cha mẹ, con cái trong nhà còn gì là tình cảm? Mất tiêu tình cảm. Trong gia đình chúng ta tại sao không quy tắc luôn nè? Giờ nào là giờ cầm điện thoại, giờ nào đi về nhà gom điện thoại, làm đi. Nhà tới giờ buổi tối về nhà gom điện thoại. Cha mẹ con cái được ngồi bên nhau nói chuyện, không cầm điện thoại, quy tắc luôn. Đi làm gì thì đi làm, tới giờ về nhà. Quy tắc của chúng ta là không nghe điện thoại. Quy tắc luôn. Làm đi. Quý vị mà làm được như vậy thì gia hòa vạn sự hưng, gia thịnh thì xã hội thịnh, nhà thịnh xã hội thịnh. Nếu như quý vị lao theo công việc mà không còn cái nhân sinh, gia đình không còn tình cảm, không hạnh phúc, vì thì tiền đổ vào chỗ không hạnh phúc được cái gì? Không được cái gì cả. Nên cái nuôi tư tưởng gì? Hạnh phúc vẫn là hay. Nên Diệu Đức nói cái ngày thứ bảy đi đến đây là ngày đẹp chờ. Có mưa cũng thấy đẹp. Đúng không? Thứ bảy là ngày đẹp chờ. Thấy không? Các cháu nhỏ, các con có thể đi đến đây cái ngày chủ nhật, nhớ đừng cầm điện thoại theo. Vô đây là các con có thể ngắm hoa giấy, hoặc là nghe chim hót. Và các con có thể mai mốt mà ổn định, xây dựng xong hết, bắt đầu là những đứa coi mấy xe điện ổn định là hết, xe đạp đâu vào đó là hết. Bắt đầu những đứa gom xe đạp về, các con đến đây được chơi xe đạp đồ, hoặc là các con được chơi xe điện đồ này kia. Bây giờ công trình đang sắp sửa xong rồi đó, tuần sau về là sạch bóng hết. Bắt đầu là xe điện phát triển. Mà nghe nói xe điện bị hư không biết sao. Đúng không? Nhưng mà để mua chiếc khác, đúng không? Mình phải đầu tư. Đầu tư cho trẻ em tương lai. Tại sao mà Bác Hồ thương thiếu nhi? Vì thiếu nhi là mầm non cho đất nước mà quý vị. Phải được đào tạo. Nên những đức nói rằng chúng ta phải sống vui nghe, không buồn nghe, đừng buồn dặn ai nghe, gương mặt lúc nào cũng tươi. Nghèo cũng tươi nữa, đừng nói giàu. Xấu cũng tươi nữa. Cái răng vừa mới rụng cũng tươi nữa. Hiểu chưa? Ôi ôi, bây hổm mà ngày chủ nhật mà giảng pháp có cái bà đó, nguyên cái hàng tiền đạo nó rụng sạch nhách. Bà cười lên một cái, cả đại chúng ai cũng cười khi coi. Trời ơi, cả đại chúng ai cũng cười khi mà bả hàng tiền đạo chu lũi. Đúng là cái người có duyên, rụng răng cũng có duyên. Thấy không? Đó, nên chúng ta trong hoàn cảnh nào cười vẫn là hay. Nhớ cái câu, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Ai không cười, cuộc đời sẽ lỗ. Mỗi tuần thứ bảy có cái lớp học đạo làm con. Những đức thấy cái lớp học này rất là có ý nghĩa. Và thấy cái ý nghĩa lớn nhất cuộc đời con người chúng ta là tiếp nhận được giáo dục. Người khi tiếp nhận được giáo dục thì từ cái nghĩ cái làm của mình nó sẽ chừng mực và đặc biệt. Hay cuộc chơi gì của mình nó cũng có góc độ sâu hơn. Là cái người mà không được tiếp nhận giáo dục
Nhưng Đức thấy Phật giáo có cái rất là hay. Thí dụ như chúng ta học Phật, nó không có cản trở mình cái việc mình đi đến học các tôn giáo khác. Nhưng một số tôn giáo khác khi mình học thì họ lại không chấp nhận mình đi đến những cái đạo khác để học. Khó ở chuyện này. Còn khi mình học Phật thì mình có quyền để mà giao lưu, để học tập, học những cái hay, rút tỉa những cái hay. Thì càng tiếp thu được nhiều cái hay thì càng hay. Không? Từ nơi đó mà Nhân Đức nói rằng là cái nền giáo dục trong nhà Phật dạy nó rất là phong phú. Nên trong Phật Pháp mới nói rằng là Phật Pháp đi vượt thời đại. Học Phật nó không có cũ rích, nó không có xa vời. Mà Nhân Đức thấy Phật Pháp nó rất là xác thực trong cuộc sống. Chúng ta làm những cái hình ảnh đẹp, chúng ta được tiếp thu cái hay, cái chương trình mình nó rất là đẹp, rất là ý nghĩa. Một cái chương trình trong Phật giáo nó không có đem sự khổ đau cho chúng sanh. Ví dụ như riêng, ví dụ như chúng ta để ý lễ viếng Đức Phật A Di Đà thì tự nhiên người ta đến, người ta nghe đạo, người ta tu. Lễ Phật Đản thì người ta đi nhiễu hành, người ta có khi ngày đó người ta không ăn chay trường mà người ta cũng ăn chay. Ví dụ như gần tháng 7 có nhiều người ta không ăn chay, mà ngày đó nguyên tháng 7 người ta cũng ăn chay. Không? Mình để ý là tất cả những cái lễ hội trong nhà Phật đều là chủ trương cái việc là không sát sanh. Nội chỗ này thôi, chúng ta đã thấy trong đạo Phật nó đề xướng cái chuyện từ bi. Không? Như bản thân mình mà ai mà quýnh mình, ai giết mình thì mình thấy sự đau khổ cỡ nào. Vậy mà mình đánh, mình giết chúng sanh thì sự đau khổ chúng sanh sẽ chịu. Nên nhà Phật mới nêu lên cái từ bi từ nơi đó mà chúng ta không giết muôn loài, vì mình muốn sống nó cũng muốn sống mà. Nên cái nền giáo dục này nó không phải mê tín, mà cái nền giáo dục này nó rất là chánh tín. Tại vì mình đau mình đừng đem cái đau cho người ta, mình vui mình đem cái vui cho người khác, mình buồn đừng đem cái buồn cho người khác. Mình bị chửi cái câu này thấy nặng nề, mình đừng đem câu này chửi người ta. Cái nguyên lý là nó đến với mình trả lại. Những cái góc độ mình nhìn ra thì cái góc độ mà để tiếp nhận giáo dục này nó hay. Nó rất là chánh tín, nó rất là thời đại. Nó không có cái gì mà xa vời. Những Đức thấy rằng là Những Đức học Phật mười mấy năm, Những Đức đâu có đọc nhiều văn tự đâu. Những Đức cũng không có coi sách vở nhiều. Thí dụ như tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Những Đức chỉ gạo sơ qua thôi. Từ cái tư tưởng ngài chút, Khổng Lão Phu Tử Những Đức cũng đâu có cầm sách để nghiền ngẫm đâu. Những Đức chỉ đọc sơ qua tư tưởng thôi. Thấy rằng là ngài có cái đạo, Khổng Lão Phu Tử có cái đạo. Ngài muốn đem cái đạo để hoằng truyền. Thì thời cuộc đó ngài muốn đi tìm một ông vua Minh Quân để mà phò ông vua đó, để đem cái đạo để truyền bá một nước, để làm lợi ích cho nhân dân. Vậy mà Khổng Lão Phu Tử ngài đi chu du liệt quốc, đi nhiều chục năm lắm. Mỗi lần đi là ngài đi dẫn thêm một nhóm đệ tử đông lắm đi theo. Vậy mà đi hết nước này tới nước khác, đi tới năm 68 tuổi, gọi là bất đắc chí, không có tìm được một minh quân nào hết. Có nhiều người thì thấy Khổng Lão Phu Tử tài giỏi thiệt, nhưng mà không dám dùng, vì ích kỷ, vì thấy Khổng Lão Phu Tử giỏi quá. Nếu bây giờ mà dùng ông thì sợ ông giỏi hơn, ông chiếm nước luôn. Một là thế lực ông mạnh, đệ tử bên cạnh quá nhiều người giỏi. Nếu bây giờ dùng ông thì sợ ông lật ngược lại. Nên biết ông giỏi nhưng mà không dùng, hẹp hòi ích kỷ, không biết dùng người tài. Thì năm 68 tuổi Khổng Lão Phu Tử trở về quê. Cái dạy học của Khổng Lão Phu Tử không phải là chí hướng ban đầu, mà là bất đắc chí, không còn cái phương hướng nữa, ngài trở về dạy học. Vì mà thời gian dạy học của Khổng Lão Phu Tử chỉ có 4-5 năm thôi, mà lưu danh cho hậu thế.
Từ nơi đó thì cái nền giáo dục nó cực kỳ quan trọng. Nên con nít mà được giáo dục là đặc biệt. Thí dụ như các cháu mà được giáo dục lành mạnh, thì những đức nói rằng cuộc đời con người thì ai không thích vui chơi, nhưng mà lại nó vui chơi lành mạnh. Thí dụ giờ những người nghe đạo ăn chay trường tu này, lâu lâu chúng ta cũng hợp hội, chúng ta cũng ngồi ăn uống được, đâu phải không được. Người ta uống bia nhậu xỉn te tua, còn mình ngồi ăn uống, mình mua nước ngọt mình cũng ly ầm ầm, mình ăn cũng tá lả ầm binh chứ, mình không giết con vật nào hết. Uống nước ngọt đồ, bò hút đồ, xì tin đồ, mình uống đó. Không rồi mình biết Phật pháp mình cũng ăn diện được. Bộ nói học Phật không được ăn diện hả? Nhưng mà cái góc độ mình học Phật, mình ăn diện nó rất là tế nhị, rất là đẹp, rất là sạch, hiểu chưa? Còn nếu như bây giờ mình không học Phật, mình chạy theo thời thế giết, mình ăn diện giết nó thành ma luôn, không còn đẹp, hiểu chưa? Nên từ nào đó mà học Phật đâu phải không được ăn diện, mà ăn diện rất sạch sẽ, rất là gọn, rất là có cái thẩm mỹ nhìn nhận được, thấy không? Còn cái người mà người ta không học Phật thì người ta chạy theo cái thời đại, người ta nhìn theo mót hoài vậy đó, ta cứ lao tới, cuối cùng cái mót giết rồi tự nhiên nó không ra trò gì nữa chứ. Đó, có nghĩa là còn mình là người tu hành thì mình ăn diện mình có thể nhìn được, quan sát được, nó vừa coi được mà nó vừa khỏe mạnh, gọi là cách ăn diện lành mạnh, chứ không phải là cách ăn diện mà để sanh ra tác dụng phụ, hiểu chưa? Ví dụ như mấy đứa nhỏ nhỏ nó nghe những đứa nói vậy đi, các con sẽ không bị tác dụng phụ gì ăn diện. Còn những người đã lỡ qua rồi thì thôi chịu thôi, phải dưỡng tâm. Còn mấy đứa nhỏ nó nghe gì rồi thì mấy nhỏ con gái sau này các con ăn diện không bị tác dụng phụ. Thí dụ như không xăm môi, vì cái môi mình sơn lên rồi lao, xăm thì dính luôn. Lỡ bây giờ mình giàu thì môi đỏ được, nhưng mai mốt lỡ mình đi làm công cho người ta vừa nhìn cái môi xăm của mình, ta nghĩ mình là người ăn diện, làm việc không giỏi, người ta trước nhất là không tiếp nhận mình. Không xăm mắt, không xăm chân mày này kia rồi, hiểu không? Tại vì sao? Vì xăm lên gọi là chết cứng luôn, cả đời phải chịu vậy. Nên chúng ta không làm cái mà phải dính luôn, mà chúng ta đi đám tiệc chúng ta ăn diện một chút thì được. Nó gọi là nó rất là khoa học, phải không? Nó không bị dính luôn. Đó, từ nơi đó chúng ta tướng sao để vậy, thấy không? Nó đừng có làm theo cái chuyện đi sửa mông sửa ngực. Vì sao? Vì tác dụng phụ. Mình đẹp được một chút mà cái tác hại cho bản thân mình rất là khổ. Ví dụ như các cô đi nghe gì đừng có ngại, đây là dạy các trẻ nó mới lớn lên, sau nữa đi đừng đi con đường sai lầm đó, hiểu chưa? Đây là phá hoại hoàn cảnh tự nhiên, nghe chưa? Đừng có lại, các con nhớ đó. Các con cứ giữ tự nhiên thì các con sẽ được trọng dụng cao độ. Còn các con mà nếu sửa lại hoàn toàn thì các con chỉ được tiếp nhận nhất thời. Quý vị nhớ nè, người ta thấy cái tướng nó đẹp người ta sẽ thích, nhưng mà khi người ta đến gần xong, người ta sẽ hoàn toàn biết quý vị đẹp hay là xấu à, thật hay giả, người ta sẽ biết liền. Thì chỉ là ảo bên ngoài và cho người ta tiếp nhận một lần hai lần, nhưng những lần sau người ta không còn cảm giác gì, sao gì giả. Mà bản thân mình phải chịu một cái tác dụng phụ cực kỳ lớn, đó là ung thư, bệnh này bệnh kia đủ chuyện hết, đúng không? Nên phải rõ ràng Phật pháp khoa học không? Dược thời đại mà, cái góc độ của Phật pháp dạy rất là sâu, rất là đặc biệt. Vậy thì một cái chương trình vui chơi mà không sát sanh thì nó sạch cỡ nào chưa? Mình vui chúng sanh cũng được vui, vì mình không giết muôn loài. Người tu hành này cũng có thể lâu lâu bạn đồng tu gặp nhau, rủ nhau nấu ăn ở nhà bạn, ngày mốt nấu ăn ở nhà bạn kia, lâu lâu có dịp tiếp đãi nhau, đến nhà vui vẻ ăn uống cùng ly nước ngọt. Còn ngày xưa đi ăn là lẩu bò, lẩu cá kèo, đúng không? Hoặc là mua gà ta hấp đồ, luộc đồ với cải xanh, hoặc là cá lóc nước chui chiên xù, đúng không? Có nghĩa là mình ăn ngon mà chúng sanh phải chịu khổ. Từ nơi đó bây giờ mình biết tu, mình đổi lại cái cách vui của mình là gì? Không sát sanh, thấy chưa? Đẹp không? Chứ đâu phải là không được vui đâu, được vui mà lại không sát sanh.
nó rất là sạch sẽ. Đó. Rồi tự nhiên bây giờ mình đi tu rồi, mình còn trẻ trẻ, mình ở ngoài đời, mình bận một bộ đồ lam kiểu cọ một chút thấy cũng đẹp, cũng là cách diện ấy. Bước ra ngoài thấy rất là sạch sẽ, nó không quê mùa chút nào cả. À, đi chung với một số người ăn diện, quý vị không thua người ta. Quý vị phải nhớ rằng cái gì hình thức bên ngoài thua chưa đáng sợ, cái nhân cách con người mà hơn người ta thì sẽ được trọng dụng trong đám đông. Quý vị coi một người quê mùa vô cùng mà trước đám đông vẫn hơn người khác là nhân cách. Cách đối thoại, nhân cách và cách tiếp xúc và làm sao mình được ăn khách là nhân cách của mình á, nó hơn người khác. Còn một cái vẻ hào nhoáng bên ngoài nó chỉ là một cái điểm để cho người ta chú ý một chút. Nhưng khi người ta đến gần thấy mình thiếu nhân cách thì người ta cũng không tiếp nhận mình. Hiểu chưa? Nên cái chân thật vẫn là được người tiếp nhận đông thích. Giống như ngày lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm 4 ngày, thấy chưa? Nó những đức không ngờ rằng là cuộc đời mình đi tu mà quy tụ con người đến mức không tưởng tượng được. Một cái lễ hội mà không tưởng tượng được luôn. Kinh khủng thiệt chứ. Quý vị coi mà cái buổi mới bỏ lên nè, cái bữa thứ tư, coi một cái mà giống như mình ở trong cái pháp hội đó hiện tại luôn. Nó đã qua rồi mà nó giống như được ở trong cái pháp hội đó, coi mà nó cảm thấy mà nó mát mẻ, nó vui, nó an lạc thì sao á. Vì cái lượng người vui đông quá, nó phát một cái niềm vui lên quá đông, và nó hưng khởi cái tâm tu quá đông, nó làm cho con người ta vui lên. Tự nhiên mình coi một cái thôi mà nó cảm giác là nó hứng thú, vui vẻ, an lạc. Có thể Quan Âm 19 tháng 2 lễ 4 ngày nữa đó. Tại vì những đức tổ chức là do gì nó nhầm ngày. Phải dính à. 18, 19 nằm ngay thứ năm, thứ sáu. Mà nằm thêm thứ bảy, chủ nhật là vớt luôn. Thấy không? Đó. Nhưng mà làm được lần là lần sau mình tự tin hơn. Thấy không? Mà lần sau mà tổ chức chắc đông. Đông dữ lắm luôn chứ không có giỡn đâu. Tại vì chương trình lần này nó quá thành công rồi. Nó quá thành công mà nhiều người cái cảm giác người ta nghĩ rằng là quá vi diệu. Rồi lần sau 4 ngày mưa ầm ầm cho mà biết. Con người tu hành của mình đừng nên thất vọng bất cứ những sự việc. Thuận và nghịch, thành và bại, chúng ta phải luôn luôn có cái hậu phía sau cho mình lui. Chứ đừng bao giờ nghĩ rằng Phật Bồ Tát gia hộ, Bồ Tát gia hộ. Trong cái cuộc đời con người, nhân duyên nghiệp quả con người, mỗi người nó có sự dai trả chứ. Chúng ta thuận thì cũng được, mà nghịch thì cũng phải làm thôi. Vậy thì con người học Phật chúng ta sẽ không bị thất vọng, thấy không? Thấy không, Phật Pháp nó có một nền giáo dục rất là hay. Thí dụ như Đức hướng dẫn các con gì nè. Các con, mấy đứa nhỏ lớn lên, các con chơi cái gì các con cũng lành mạnh. Con chơi cái gì cũng lành mạnh chứ ha. Đâu phải là không cho các con chơi, mà các con chơi rất là lành mạnh. Thí dụ như giờ các con học những bài hát, các con có quyền học những bài hát. Nhưng mà có con hát những bài hát hay, những bài hát gì mẹ, gì cha, những bài hát gì Phật giáo, những bài hát ý nghĩa trong cuộc đời. Nếu như các con học được vậy thì quá hay. Ai kêu các con học những bài hát hát giật găng chứ? Nó giật có ngày đứt găng đó con. Nó mấy người bị tai biến là do giật giết mà nó biến đó. Cho mà biết. Nên từ nơi đó các con có quyền được vui chơi, nhưng các con chơi rất lành mạnh. Nó rất là có nhận thức về nhân sinh, hiểu chưa? Chứ đâu phải là cấm tiệc đâu. Cấm tiệc con người sống sao đây? Đó. Nhiều bé ở đây các con có coi cái lễ mà ở bên Hàn Quốc chưa? Thấy không? Các con biết những đức ngày xưa ngoài đời rất là hư. Nhưng mà riêng cái lễ mà hóa trang mặt quỷ, những đức chưa bao giờ bước vào luôn. Lạ thay, những đức không chấp nhận điều đó. Vì sao các con hiểu không? Những đức ngày xưa, những đức đã có cái nghĩ gì vậy nè? Con người giảng sung sướng hơn quỷ. Tôi không muốn làm quỷ. Tại vì nghe đến quỷ thì ai cũng sợ. Đến với con người còn ít sợ hơn là đến với quỷ. Nghe quỷ là người ta sợ. Các con sợ ma không? Sợ. Sợ quỷ không? Vậy thì các con đi quá trang làm quỷ làm ma làm chi? Vậy thì vô trong cái lễ hội đó làm chi?
Lễ hội đó ai tổ chức kệ, người ta nghiêng mình không vô. Tại vì tôi không muốn làm ma quỷ. Dù bạn nói là một lý luận rằng tưởng nhớ gì người thân gì, không lẽ chúng ta muốn người thân chúng ta ở trong cảnh giới quỷ đạo để tưởng nhớ họ bằng cách này? Như vậy thì cái con người suy nghĩ tiêu cực. Người thân mình có thể trong lục đạo luân hồi còn cõi giờ, cõi Atula cũng có phước, cõi người cũng được. Tại sao không nghĩ cho họ làm người lên cõi giờ, hoặc là ở cõi Atula có phước, mà đi nghĩ họ ở trong quỷ đạo ma đạo? Nếu nghĩ họ ở trong đó, vậy thì nhiều người nghĩ như vậy thì họ ở trong quỷ đạo đó. Tướng do tâm sanh. Nên chúng ta ở trong cái cảnh giới đó thì chúng ta sẽ bị dính nghiệp duyên. Tự nhiên mình muốn mình làm quỷ à? Chúng ta làm người đã vượt qua quỷ ma rồi. Trong cảnh giới thấp nhất đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Chúng ta tới làm người là cảnh giới chúng ta đã tăng lên. Nếu như chúng ta muốn vượt trội lên nữa, chúng ta lên chờ tăng thêm một bậc nữa. Còn nếu như chúng ta muốn về cảnh giới của Phật thì vượt bậc luôn. Có người tại sao không hướng lên mà mình đi hướng xuống? Vậy thì con người trong thời đại, cái góc độ của họ kém. Bình tĩnh suy nghĩ đi, góc độ họ kém. Họ lại buồn quá, họ chán quá, họ lại suy nghĩ những cái cuộc chơi của họ, tư tưởng của quỷ ma. Thấy chưa? Nó, cái lễ ở bên Hàn Quốc đó, tự nhiên họ đến đó, họ tập trung một số lượng trẻ đông vô cùng. Họ tổ chức cái lễ đó xong, mà Việt Nam mình cũng có cái lễ đó nữa đó. Ngày xưa như thế trên thành phố, như đó thấy, thì giờ càng ngày càng đông. Thì nó tập trung nhân lực rất là đông, nó chơi cái ngày đó quá chang. Xong bắt đầu là nó quá đông rồi thì nó chen lắng với nhau, rồi bắt đầu là nó đuối quá, nó xỉu xuống thì ở trên mạnh đạp xuống, thì bắt đầu là nó dính với nhau, nó chết. Iran là năm xưa mà có cái chặn ở bên cái cầu ở bên Campuchia bị gãy mà nó giảm đạp, nó chết. Tự nhiên nó dính nhau, nó chết quá trời chết luôn. Thấy chưa? Con thấy không? Nên tất cả các cháu nhỏ đây, các con phải nhớ là con người mình trí thức thì mình phải chơi cái gì nó lành mạnh một chút. Từ khi mình không hiểu, còn bây giờ mình đã hiểu rồi, mình chơi những cái môn gì nó lành mạnh một chút đó. Chứ đừng có nhập vào những cái cuộc chơi mà không lành mạnh. Mình làm người mình phải hướng lên kìa, chứ các con đừng có hướng xuống. Nên chúng ta được học Phật, chúng ta tiếp nhận Phật Pháp, chúng ta không thể nào đi vào những cái tư tưởng nó bị buộc ràng của nhiều đời. Chúng ta phải thoát ra được chỗ đó. Bây giờ mình học Phật rồi, cái chuyện đốt giấy tiền vàng bạc cho ông bà mình cũng không làm nữa. Chuyện này chúng ta không làm nữa. Chúng ta ngày xưa không hiểu chúng ta làm, bây giờ chúng ta hiểu chúng ta không làm nữa. Bây giờ mỗi năm tưởng nhớ đến ông bà, con niệm Phật, con hướng ông bà về cực lạc nè. Chứ con không có muốn ông bà ở dưới âm phủ nữa. Nên mỗi một người chúng ta học Phật, bây giờ người thân chết chúng ta dùng câu gì? Giảng sanh. Người thân chết chúng ta dùng câu gì? Giảng sanh. Đổi cái chữ chết qua chữ giảng sanh. Hướng đi đến thế giới của Phật tốt đẹp hơn. Nhiều người hướng vậy thì họ cũng đến chỗ tốt. Còn nếu như chúng ta hướng họ vào quỷ đạo ma đạo thì họ làm quỷ đạo ma đạo, súc sanh đạo. Thấy không? Nên từ nơi đó chúng ta học Phật, ý nghĩ chúng ta nó phải vượt cao lên, tiến lên. Nên chúng ta sống trong cái thời đại phát triển, chúng ta cũng học Phật, chúng ta cũng có thể phát triển Phật Pháp theo thời đại phát triển. Nhưng chúng ta có một cái sự an lạc vô cùng. Chúng ta đã học Phật được rồi, bây giờ chúng ta làm cha làm mẹ, chúng ta không phải bị tiêu cực nữa. Hôm nay chúng ta học Phật rồi, chúng ta làm cha mẹ không tiêu cực nữa. Tôi sanh con tôi cực vô cùng, tôi nuôi con cũng cực, tôi dạy con cũng cực, tôi cho con đi học cũng cực. Nhiều thứ tôi cực quá rồi. Bây giờ đến lúc tôi không cực gì các người nữa. Tôi không cực gì các người nữa. Bây giờ các người lớn rồi, tôi nói các người không nghe, các người có cái quyền quyết định đi. Tôi không cực gì các người nữa. Các người làm sao cho tốt cho đàng hoàng đó, để sau này cuộc đời của các người nó còn tốt. Còn nếu như lớn lên chút rồi nói á, bắt đầu nghinh bặt kênh lại, à rồi tự làm tự chịu, sau này cuộc đời mình tự chịu, cái nhân cái quả nó không tha cho bất cứ ai chứ.
Ví dụ như tất cả các cháu nhỏ đây có con nghe rất là rõ ràng đó. Phật pháp nó có áp đặt không? Không. Nó rất là thoải mái, nhưng mà thoải mái trong một cái phạm vi mà chúng ta sống tốt, sống vui, sống hướng thượng, chứ không phải nó bị tiêu cực nặng nề. Nên tại sao người ta về chùa mình đóng? Tại vì người ta nghe được cái tích cực, người ta sống rất là phong phú, đặc biệt. Bây giờ nhiều cô đi đến chùa mình, những đức khuyên các cô sống là gì? Một tư tưởng sống lành mạnh, sống vui, sống đặc biệt. Chúng ta không thể nào học theo cái lối sống của người xưa, sanh con nuôi con vì một gia đình và khổ tới già tới chết. Chúng ta không sống như vậy nữa. Chúng ta không sống như vậy nữa. Bây giờ tôi lỡ sanh ra tôi phải nuôi, lớn lên rồi không nghe, không nghe thì thôi, không có gì phải nặng nề hết. Bây giờ chúng ta làm cha mẹ sinh con nuôi con, chúng ta chưa nghĩ cái điều con chúng ta nuôi chúng ta. Chúng ta không dám nghĩ điều này. Vì đời trước chúng ta có nuôi cha mẹ mình hay không? Hay đời này mình nuôi cha mẹ mình sao? Nên cái chỗ này chúng ta tính vào định lực nhân quả. Chúng ta hãy tùy duyên đi. Chúng ta hãy nuôi con đàng hoàng và dạy con đàng hoàng. Chúng ta đừng nghĩ con mình nuôi mình. Chúng ta hãy có một cái năng lực phát huy và tính trước cuộc đời mình đi. Nuôi cũng được mà không nuôi cũng được. Vậy thì chúng ta không bị thất vọng. Quá tuyệt vời. Tại sao không học ra như vậy? Không học ra một lối sống, sống tự tại, sống vui. Đi nghĩ xa vời chi? Đi nghĩ xa vời chi? Nên từ khi nhận đức học Phật tới giờ thấy rõ ràng. Tuy bây giờ công việc rất là nhiều, nhưng mỗi ngày nhận đức sống vui phải nhiều hơn. Làm là phải làm thôi. Như vậy thấy một tuần lễ đi đến đây thấy lạ không? Nói thật chứ, ngày xưa nhận đức trên Đà Lạt á, một tuần người ta đi đến chùa là mọc một hai cái nhà. Cái khả năng làm việc đến mức gì đó. Nên những đức mà không dính vô cái làm việc thì thôi, mà dính vô một cái là công việc làm tương đối là phát triển nhanh dữ lắm. Tại vì khi mỗi buổi sáng những đức làm việc, nếu mà dính chân vô làm nha, là những đức kêu nhân sự là hết, những đức bố trí một cái vèo ra làm. Nên làm nhanh dữ lắm. Từ nơi đó mà khi làm nó mau. Năm nay chùa chúng ta là tới Tết, là tại đây tới Tết là rảnh rỗi nghỉ ngơi, chứ không còn sơ phết gì nữa chứ. Tương đối làm hết rồi đó. Mà mình nghĩ gì cũng hay, bởi vì cũng nên làm theo. Đừng đợi tới Tết mới dọn nhà. Dọn nhà trước những ngày chưa tới Tết. Biết sao? Ngày Tết ít gì cũng nhìn trắng trẻo một chút. Tự nhiên gần Tết đi dọn nhà, đi làm việc cực lực, rồi cuối cùng tới ngày Tết đen thui. Nên mấy ngày nay giờ đi làm ra nắng nó cũng hơi xám xám lại chút xíu. Nên từ nơi đó tới Tết là bắt đầu là gì? Khỏe re. Dưỡng cái tâm thoải mái ăn Tết khỏe re. Bây giờ ai phần nhiều cũng suy nghĩ gì nè? Tới Tết dọn nhà. Tại sao chúng ta không dọn nhà trước Tết? Trước tháng mấy chúng ta dọn nhà sạch sẽ, sơn phết, làm gì đó làm hết trơn vậy đó. Tới Tết tâm trạng của mình nó không bị áp lực từ công việc cho tới nhà cửa. Cái này mới là cái nghĩ tính lại nè. Bây giờ đa phần ai cũng nghĩ là Tết mới dọn nhà đúng không? Vì sao chúng ta không mỗi ngày dọn một chút để Tết cũng như ngày bình thường? Còn bây giờ ai mượn mỗi ngày ở dơ làm chi? Tết mới dọn, đúng không? Nó ngộ ghê á. Chúng ta mỗi ngày chúng ta tắm, tại sao chúng ta mỗi ngày chúng ta không tắm cho cái nhà? Chúng ta đợi tới Tết mới tắm cho nhà hả? Vậy chúng ta năm tắm lần hả? Hiểu không? Đó, nên nghĩ ra vậy đi. Tết nó không bị áp lực từ công việc cho tới cái chuyện nhà cửa. Bây giờ Tết người ta đều tăng ca làm việc, chúng ta Tết vẫn là duy trì tự nhiên luôn. Ủa bây giờ chúng ta làm thêm để kiếm tiền nhiều chi vậy? Để Tết xài Tết hả? Xài gì? Biết tu rồi. Vô chùa này cũng đâu có quan niệm chúng ta phải cúng dường tiền bạc gì những ngày Tết vô đây đâu. Chúng ta quan niệm chi cái chuyện đó cho nó nặng nề. Chúng ta hãy làm việc bình thường như ngày thường đi. Tết đừng có tăng thêm công việc gì hết trơn mà dưỡng cái tâm nè. Nó nguy hiểm nhất là những ngày Tết làm ảnh hưởng tâm. Mà những ngày Tết mà dưỡng tâm mà vẫn tu được đúng là số 1. Nhiều con người ta cứ nghĩ rằng Tết nắm bắt cơ hội để buôn bán lời nhiều. Chúng ta Tết đừng buôn bán nhiều.
đừng có làm nhiều. Vì biết sao không? Vì ai cũng muốn kiếm tiền ngày đó. Chúng ta thử phước trong mạng mình có làm sao? Chúng ta không tin hả? Quý vị muốn lấy nhanh không à? Đúng không? Nắm bắt cơ hội đúng không? Nếu như hoàn toàn tin phước trong mạng thì những lúc mà người ta đang tranh giành làm ăn, chúng ta về ngủ giấc cho nó khỏe. Họ tranh giành quá cho họ làm đi, chúng ta đi ngủ giấc cho nó khỏe. Hiểu không? Tết nhất họ ào ào đi buôn bán, chúng ta bán đúng giờ, đóng cửa cái vèo nghỉ vậy đó. Nói chị muốn mua, mua cái giờ buổi sáng. Ai muốn mua đến mua ngay buổi sáng, giờ đó vậy đó. Còn tôi chiều đi tu ngủ. Nó nhà tôi đóng cửa, ở trong nấu đồ ăn, đồ vợ chồng con cái ngồi ăn, vui chơi hát karaoke, đồ Phật giáo chơi vậy đó được không? Không buôn bán thêm gì nữa trơn, không muốn làm thêm tiền gì nữa trơn á. Quý vị mà làm được gì thì nhà quý vị là cực lạc rồi còn cái gì. Ai mà quý vị Tết đi làm thêm chi? Hiểu không? Càng nghĩ mới càng thấy nó đặc biệt. Quý vị coi, đa phần người ta chùa chiền Tết là ta nghỉ một tháng để dọn chùa. Chùa mình quý vị coi á, thì ngày nào cũng vậy, Tết thì cũng vậy thôi. Làm gì vậy? Nói rồi chùa người ta là người ta gác chuông trước một tháng. Chùa mình á, chuông mỏ gì khỏi cần gác, nó cũng gõ sùm. Bật thờ khóa tu lên thì nó gõ tá lạ âm binh. Thấy chưa? À, vậy mà nó ấm áp ngôi chùa nghe. Nên những đức nói bây giờ năm nay chùa mình có chỗ nằm rộng nè. Năm nay vô đây ăn Tết, cả gia đình vô đây ăn Tết thì tiền bạc gì? Hiểu không? Đó, bây giờ nếu mà muốn đi thăm cha mẹ thăm trước Tết. Hoặc là như thế nào? Tết nhất gỡ tiền cho cha mẹ ăn Tết. Đó, lấy cái tiền đi xe đó gỡ tiền cho cha mẹ ăn Tết. Gỡ thêm chiếc máy nghe Pháp kèm theo. Thật sự mà nói, viết rồi chúng ta càng ngày chúng ta nghĩ cái cõi đời này đúng là nhiều kiếp nạn quá. Chúng ta dành nhiều thời gian để dưỡng cái tâm này vẫn là tuyệt vời nhất. Quý vị phải nhớ rằng con người khi có phước không bao giờ đói chết, đâu đừng có sợ. Mà quý vị mà càng sống tự tại chừng nào thì con quý vị càng học theo cái điều đó càng hay chừng nấy. Cái hành động của mình làm sao con học theo y rang như vậy luôn. Làm vừa vừa thôi mà quan trọng là dưỡng tâm nè. Quan trọng là dưỡng tâm nè. Có một cái cặp vợ chồng này vô chùa tu, dẫn thêm hai đứa bé nhỏ, hai đứa con. Muốn là cho con tu gấp còn nhỏ luôn. Thì vô chùa thì gặp mấy bà già, bà nói này nói kia, nói nó còn nhỏ vậy mà nó tu sớm quá, rồi sau này lỡ nó tu không được á, rồi nó bước chân ra đời nó không có học hành gì chứ nó sống làm sao. Những đức hỏi lời bà già, những đức hỏi vậy bà sống làm sao. Bà sống làm sao cũng một đời rồi đó. Hỏi bà từ khi bà đi học rồi bà lớn lên, bà có chồng bà đẻ con bà sống sao? Nó sống khổ lắm. Thì bà cũng khổ thôi. Thấy không? Rõ ràng luôn. Phải chi mà bà sống đặc biệt thì sao kìa. Thì còn nói được. Bây giờ tôi hỏi tất cả mấy bà sống sao? Đa phần ai cũng nói khổ. Thôi bà khổ thì bà nói chi dòng do cho nó mệt. Hiểu không? Thì cái mô hình là y rang. Mô hình là tự nhiên sanh ra lớn lên rồi đi học rồi từ nghỉ sự nghiệp. Mà đa phần như vậy mà hỏi kỹ 1.000 người thì hết á, là 999 người á, là nói khổ hết trơn. Vậy thì mô hình này là mô hình gì? Mô hình khổ. Tại sao chúng ta không lập mô hình mới? Biết đâu nó có kết quả hay sao? Tại vì cái mô hình này từ xưa tới giờ ai cũng khổ hết. Tới đời chúng ta lập mô hình mới đi. Mới mẻ lại một chút. Biết đâu nó còn có kết quả thoát khổ. Hiểu chưa? Bắt đầu hết người này, hết người kia nói nọ, nói tá lả âm binh. Thì những đức gặp người cha mặt cũng buồn buồn. Những đức vừa gặp là những đức biết à. Những đức nói thật sự mà nói cuộc đời này biết sao tròn vẹn. Nhưng mà cái dư luận nó cũng hay. Cái dư luận là cái nhắc nhở để chúng ta có cái gì không đúng thì chúng ta sửa. Nó hay lắm á. Dư luận là cái nhìn cho giùm cho chúng ta đó. Chúng ta đừng hoàn toàn trách nghe. Nhìn giùm chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải có góc độ nhìn vào dư luận để nhận thức dư luận. Vậy thì rất là hay. Chúng ta chỉ biết khiển trách dư luận, vậy hoàn toàn mình sẽ dở. Khiển trách dư luận thì dở.
mà nhận thức được dư luận thì hay. Đi làm hay trong chùa giống vậy chứ á. Ví dụ như mình đi vô chỗ làm mà mình làm mà hơi giỏi giỏi chút, mình hơi có tiếng ở trong chỗ làm chút thì nó cũng dư luận à. Nó nói ở nhỏ đó làm gì, cái thằng đó làm gì đó mà nó được gì gì đó, tao nói mày nó không có được gì đâu, nó không có đúng gì đâu, nó sai dữ lắm. Bắt đầu đứa này nói này đứa kia để nó muốn cho mình hạ bể mà. Đó gọi là dư luận. Nhưng mà những dư luận đó rồi có người đến nói với mình nghe, người ta mới nói cho mình nghe là người, cô đó nói gì, chú đó nói gì. Thì mình đừng có hoàn toàn bác cái lời nói của người đi nói đó, mà mình phải nhận thức dư luận nó nói mình như vậy, thấy thì sao? Bản thân mình như sao? Nếu như mà dính vậy thì mình thấy rằng nó nói đúng rồi đó. Cái người kia lỡ nói với mình cái mình nói đúng rồi đó em, chị vậy đó, nó nói Iran. Thấy chưa, nó nhìn được á, nhỏ đó thông minh. À, nó nói đúng vậy đó em, chị vậy đó nghe. Nói à, chị biết không, cái cô đó cũng nhiều chuyện, nhiều điều dữ lắm. Nó xạo đó, nó nịnh với người trên, nó được chức phận vậy đó, nó xạo. Xong cái đứa kia nó nghe vậy, nó lại nó nói cho mình nghe. Rồi xong mình mới trả lời lại, đúng rồi em, chị vậy đó em. chị vậy mới được vậy đó. À, em nói lại cho nhỏ kia nghe, cố gắng học giống chị. Chị, em nói y gan luôn, chị vậy đó. Trả ngược lại y gan vậy. Thì tức khắc quý vị sẽ thấy cái cảm giác như thế nào liền. Quý vị mà đạt tới trình độ đó thì thôi, đúng là cao độ luôn rồi, nó thiệt luôn. Thấy không? Đạt tới cái trình độ mà trả lại á. Còn quý vị nói, gì, nó nói tao vậy hả? Nó tao tìm, nó tao xử cho mà biết. Thấy không? Thì Iran từ xưa tới nay là Iran như vậy luôn. Iran như vậy là từ xưa tới nay là con người ta đều là như vậy hết. Tới đời chúng ta học Phật rồi, chúng ta phải lập ngược lại hoàn toàn. Thấy không? Lập ngược lại hoàn toàn. Đó, mà khi lập ngược lại thì mình phải xem cái dư luận để điều chỉnh những cái đó. Nhưng khi họ nói mình mà đúng, mình nói nói đúng rồi đó, rồi mình phải điều chỉnh lại, chứ không phải là tiếp tục sai, mà là điều chỉnh lại thì mới là thấy cảm ơn người ta, hiểu không? Tại vì từ xưa tới nay là khi nghe ai nói xấu mình là mình đi kiếm chuyện người ta à. Còn bây giờ mình học Phật rồi, mình nghe đạo rồi, mình nghe ai nói xấu mình là mình nói đúng rồi, hiểu không? Rồi nó nói á, ví dụ nó nói mình dùng cái thứ gì nó tham lam gì đâu, nó đi đâu nó cũng vơ vét, nó tham, đừng có nói nữa. Nó học Phật mà nó tham như vậy đó. Mình nói đúng rồi, tham mà, tham mới đi đến đây. Chứ không tham sao đến đây. Cái cõi này là cái cõi tham này quý vị, chúng ta mới đến đây nè. Thấy không? Cõi tham nè, mới đi đến đây. Đó. Rồi bắt đầu có những người nói cái thứ gì mà nó ăn diện còn hơn cái gì nữa. Gọi là gì? Tham sắc. Ăn diện á. Nó đúng rồi, cái cõi này mà không tham sắc thì sao đi đến đây, hiểu không? Nhớ nha quý vị, tất cả chúng ta đang ngồi đây và khắp nơi nơi nghe, phải nhớ là chúng ta đều là tham tài sắc danh thực thì mà đến đây. Nên trong tất cả cái đó mà người ta nói mình là hoàn toàn đúng, không sai một chút nào hết. Đó. Bởi vì đúng mình mới học Phật, thấy không? Nên từ nơi đó mà có những người làm cha làm mẹ hướng con đến cái thiện cái tốt. Có nhiều người nói về cái cách nói của xã hội mà đi cái luồng từ xưa tới giờ. Chúng ta phan hãy lý luận với họ, mà chúng ta hãy nghĩ cái điều của mình làm, phương hướng của mình làm, tin vào định luật nhân quả, tin hoàn toàn. Bao nhiêu đứa con trong cuộc đời này cho học hành, cho đi du học nước ngoài, cho học đủ cấp, nhưng mà vẫn chích xì ke ma tí, đua xe hư hỏng, làm việc bại hoại, làm cha mẹ buồn lòng. Quý vị ngồi trong đây, bao nhiêu đứa con quý vị đã đi học mà nó có ngộ nghịch quý vị không? Quý vị cho nó học tới đại học 12 đại học mà nó có ngộ nghịch không? Nó vẫn ngỗ nghịch. Như vậy thì một đứa con thiếu học hoàn toàn mà nó được tiếp nhận giáo dục sớm, biết đâu nó không ngỗ nghịch làm sao. Thí dụ như nếu cuộc đời của nó sau này nó không tu nữa,
mà nó được học Phật pháp, nó được chân thật, biết đâu nó chân thật nó được lợi ích làm sao. Hoặc là dù nó có tạo nghiệp, nó cũng ít tạo nghiệp hơn những người học nhiều mà cháo chở. Tại vì nó biết thân phận, nó ít học, nên dù cỡ nào nó cũng đỡ hơn những cái thành phần học nhiều mà ác. Nên từ nơi đó suy nghĩ gì thì tự nhiên tích cực liền, không nói dòng do chứ. Rồi tính vào con là phước duyên. Bây giờ tự nhiên nhỏ xíu đi vô chùa tu đâu phải dễ. Tự nhiên nó vô đây tu hả? Ở trong chùa có đứa bé, mẹ của nó là nuôi cái cụ già. Đứa bé gái nhỏ nhỏ hồi xưa con gái á, su si gì đó. Đó, bé nhỏ đó đó. Quý vị có thấy con nít nào mà 4-5 tuổi mà xa mẹ không? Nó đang sống với mẹ nó, chỉ cần cậu nó đến kêu con đi theo cậu là nó đi theo. Ba nó đến kêu con đi theo ba là đi theo. Ba kêu đi theo ba gì, ba nuôi vậy, đi theo ba liền. Những đứa hỏi người mẹ, vậy thì con cô vậy, cô có nhớ, cô có buồn gì không? Thì cô nói một câu, thầy ơi, con nặng nề, con sanh nó, con nuôi nó đến 4-5 tuổi. Thì bây giờ con thiếu nó nhiêu đó, con trả nhiêu thôi. Con có thiếu nợ nó nên ai kêu nó đi nó cũng đi chứ nha. Nó không có dính mắt con, thấy chưa? Nó ở với mẹ ở trong chùa mà ba nó kêu đi là nó đi, cậu kêu đi là nó đi liền. Tuyệt đối nó không có một dính dáng gì với mẹ cả. Quý vị thấy có mấy đứa con mà nó dám chịu xa mẹ không? Không bao giờ xa mẹ. Dù có khổ cỡ nào khổ vẫn là sống với mẹ. Lúc tuổi 4-5 tuổi, đúng không? Vậy mà riêng đứa bé này là nó không sống với mẹ luôn. Nó cũng không tìm mẹ nó luôn. Bao nhiêu tháng nay nó vẫn không bao giờ đi đến đây thăm mẹ nó luôn. Nó rõ ràng chưa? Vậy thì mỗi một con người nó có phước duyên hết trơn, nó chừng giỡn hả? Con nít mà nó vô chùa nó ở được là duyên nó ở trong chùa được nhiêu. Lúc nào nó ra khỏi chùa là lúc đó nó hết duyên ở trong chùa, nó ra khỏi chùa. Nên những đức càng chia sẻ Phật pháp rồi, những đức mới nghĩ ra cái việc thật sự mà nói, giúp cho người ta được một ngày, đó là phước của người ta một ngày. Người ta hưởng một ngày thì qua ngày sau khỏi hưởng. Họ là chỉ có phước hưởng một ngày. Còn người hưởng được một năm thì chúng ta giúp một năm. Chúng ta nghĩ gì cho nó nặng nề, phải tìm cách gì để giúp cho họ được trọn đời. Không, đây là phước duyên của mỗi người, chúng ta không có nghĩ được. Chúng ta giúp họ được một năm thì chúng ta giúp một năm. Chúng ta giúp họ 10 năm thì chúng ta giúp họ 10 năm. Chúng ta giúp họ bao nhiêu thời gian là giúp được họ bao nhiêu thời gian. Tính vào phước duyên của họ để chúng ta làm. Nếu mà như vậy thì phát tâm thiện tùy duyên, đúng không? Quá đặc biệt. Dẫn người đi tu ngày chủ nhật được một lần, lần sau không đi thì thôi, lần sau đi nữa thì đi, bữa nào đi bữa nào không đi thì thôi, đúng không? Nhưng chúng ta dẫn rủ người ta đi, đó là cái gì? Đó là vô cùng tùy duyên, vô cùng an lạc tự tại. Càng nuôi các cụ rồi, những đức mới thấy đặc biệt vô cùng đó. Nên bây giờ những đức nuôi các cụ, những đức khuyên các cụ niệm Phật. Khi cuối đời các cụ, tự nhiên con vô đem về, những đức nói bà về không? Về đi, tôi đỡ hộ niệm, đỡ làm đám ma, khỏe được đoạn, viên mãn rồi, đúng không? Bả về mà, ép bán chi, đúng không? Còn nó để cho mình làm thì mình làm, còn nó không để cho mình làm thì mày làm đi, mày muốn làm mày làm đi, đúng không? Hoàn toàn tùy duyên thì quý vị sẽ vô cùng tự tại. Nên chúng ta học Phật từ bây giờ, chúng ta nhớ nghe, sống trong cuộc đời này chúng ta không còn buồn nặng nề gì nữa hết chưa? Từ xưa tới nay tất cả những người làm cha làm mẹ đều có một ý nghĩ y ren. Là ý nghĩ gì? Sau này con của tôi nó không có tài sản, nó khổ giống hệt tôi ngày xưa. Tôi ngày xưa tôi nghèo, tôi khổ, tôi không muốn con tôi khổ như tôi. Ý nghĩ này là một loạt người nghĩ rồi, khỏi nghĩ nữa. Con tôi khổ là do nghiệp duyên của con tôi, hoàn toàn là do nghiệp duyên của con tôi. Tôi không cần phải đặt vấn đề nặng nề là ta phải thay đổi số phận cho con. Nếu như quý vị muốn thay đổi số phận cho con chỉ có một cách, chứ không phải là chính quý vị phải đi kiếm tiền cho nhiều, mà chính quý vị phải giáo dục con từ khi còn nhỏ, để con mình có phước thì số phận nó thay đổi. Chính cuộc đời những đức thay đổi số mệnh là do gặp duyên, phải không? Ba mẹ những đức sinh những đức ra, nuôi những đức khôn lớn,
Những đức đi vào tiêu cực đó là đi tạo nghiệp cho cái thân nhưng không có tư tưởng đi tạo nghiệp, đúng không? 29 tuổi gặp Phật Pháp, nghe Phật Pháp, tiếp nhận Phật Pháp, dùng Phật Pháp để thay đổi cuộc đời. Đúng rõ ràng không? Phật Pháp thay đổi cuộc đời, không phải cha mẹ những đức thay đổi cuộc đời cho những đức, mà chính tư tưởng trong Phật Pháp thay đổi cuộc đời những đức. Thấy rõ ràng không? Cái ơn, cái nghĩa thì rất rõ ràng đó. Cũng như á, Liễu Phàm, cuộc đời của Liễu Phàm thay đổi cuộc đời là nhờ gặp Phật Pháp, ông mới thay đổi cuộc đời. Vậy thì tất cả con người trong đây muốn thay đổi cuộc đời toàn là phải nhờ vào định lực nhân quả mà thay đổi cuộc đời. Chúng ta dù trong cái cuộc đời mình có gặp cảnh ngộ khổ cỡ nào, muốn thay đổi cuộc đời không? Muốn thay được không? Được liền, 100% được, thay đổi cuộc đời được. Chỉ cần chúng ta học đạo cho tốt, chúng ta chỉ cần sống tốt, sống vui, chúng ta sống lành mạnh, rồi chúng ta làm những việc thiện, việc tốt, tức khắc cuộc đời chúng ta sẽ có sự thay đổi liền. Khi phước báo nó hội tụ rồi, tùy vào cái tâm quý vị nghĩ như thế nào nó ra như vậy. Phước báo khi hội tụ rồi, quý vị thấy con người này nghèo, vô cùng nghèo luôn mà họ có đạo đức, quý vị nói con người này làm sao lập nghiệp được? Quý vị đã thất bại hoàn toàn với ý nghĩ đó rồi. Không phải là họ có một sự nghiệp trong tay mà lập nghiệp được. Nhưng mà khi phước báo họ hội tụ đầy đủ rồi đó, tự nhiên sẽ có một người tiền bạc nhiều vô cùng đến tìm họ để nhờ họ làm giùm, thì tức khắc cuộc đời họ thay đổi liền, cấp kỳ luôn. Chứ không phải họ tạo ra nhanh, không phải. Chính cuộc đời những đức khi học Phật thay đổi số phận nè. Thấy chưa? Ở trên tỉnh Thác Quan Âm, những đức nhờ thầy Giác Ngàn mà những đức phát triển luôn cái nền á. Đi xuống đây tiếp tục nương vào Hòa Thượng, thấy chưa? Mà cái sự phát huy là những đức, nhưng mà phải có cái nền để dựa, thấy chưa? Phát huy liền. À, chúng ta hôm nay học đến đây thôi, nghỉ nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. À, chùa chúng ta mỗi tuần thứ bảy khi học tập xong, các cháu được làm cái lễ phóng sanh. Từ khi còn nhỏ, chúng ta trưởng dưỡng lòng từ cho các cháu, không có sát sanh hại vật, nên các cháu có phước. Có nhiều cháu ở đây khi sanh ra cũng khó nuôi, hoặc là èo ọt khó nuôi, không chịu ăn uống, khó khăn. Nhờ đi đến đây mỗi tuần thứ bảy nghe giáo dục, rồi các cháu được niệm Phật phóng sanh, nhờ cái oai lực trong ngôi Tam Bảo mà gia hộ cho các cháu, các cháu chuyển cái nghiệp khỏe mạnh, ăn được ngủ được, nghe lời cha mẹ. Có những cháu đi đến đây để đòi nợ cha mẹ, nhưng nhờ niệm Phật phóng sanh giết, các cháu chuyển cái nghiệp đòi nợ mà thành báo ơn cho cha mẹ. Nên chúng ta nguyện đem cái công đức của toàn thể đại chúng này, nguyện cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ, và cầu an cho cha mẹ các cháu, người thân của các cháu, và các cháu luôn luôn có sức khỏe và tiếp nhận giáo dục và sống vui vẻ tốt đẹp. Và chúng ta nguyện đem công đức này, nguyện hồi hướng cầu siêu cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, và tất cả những người chết mà chưa được siêu thoát đều được thừa hưởng những công đức này. Và hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng ta đọc Tam Quy Y xong rồi thả mấy chú chim này cho nó được ở trong chùa các con. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật, vỗ tay hoan hỷ vui vẻ thả chim nghe các con. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc cha mẹ các cháu và các cháu an lạc vui vẻ nha. A Di Đà Phật.